nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư số 31 năm 2021 Nghị định Chính phủ ngày 26 tháng 3 năm 2021 Chương 1 Quy định chung Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành, nghề, và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bảo đảm đầu tư kinh doanh, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, thủ tục đầu tư, hoạt động đầu tư ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư, quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. 2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức quy định tại điểm D khoảng 1 điều 52 của luật đầu tư. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực lĩnh vực dầu khí, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội và giám sát đánh giá đầu tư được quy định tại các nghị định riêng của Chính phủ. 3. Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1 bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan tổ chức có thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư. 2. Bộ hồ sơ gốc là bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại khoảng 7 điều này, gồm các giấy tờ là bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp lệ, trừ tài liệu tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt kèm theo. 3. Cộng thông tin quốc gia về đầu tư là một bộ phận của hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, được sử dụng để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Đăng tải và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài cập nhật và khai thác thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đầu tư ra nước ngoài, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư. 4. Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư là cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư. 5. Điều ước quốc tế về đầu tư là điều ước quốc tế có hiệu lực đối với Việt Nam mà nhà nước hoặc chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của nhà nước hoặc chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành viên của điều ước đó, gồm: a. các hiệp định song phương và đa phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; b. Các hiệp định thương mại tự do và các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực khác. C. Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ký từ ngày 7 tháng 11 năm 2006. D. Các điều ước quốc tế khác quy định quyền và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư. 6 Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ thành phần giấy tờ theo quy định tại luật đầu tư, nghị định này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. 7. Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư là hồ sơ do nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập để thực hiện thủ tục cấp điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các thủ tục có liên quan khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư và nghị định này. 8. Khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh là khu vực được xác định theo quy định của pháp luật về quốc phòng an ninh bao gồm: a. khu vực có công trình quốc phòng an ninh, khu quân sự, khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự theo pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. b khu vực giáp ranh các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ theo pháp luật về cảnh vệ. C. Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. D khu kinh tế quốc phòng theo quy định của chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng. D. Khu vực có giá trị về phòng thủ quân sự, quốc phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế xã hội. E. Khu vực không cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở để bảo đảm quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật về nhà ở. 9 luật doanh nghiệp là luật số 59 năm 2020, Quốc hội 14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 10. Luật doanh nghiệp năm 2014 là luật số 68 năm 2014, Quốc hội 13, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 11. Luật đầu tư là luật số 61 năm 2020 Quốc hội 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 12. Luật Đầu tư năm 2014 là luật số 67 năm 2014 Quốc hội 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 90 năm 2015 Quốc hội 13, luật số 03 năm 2016 Quốc hội 14, luật số 04 năm 2017 Quốc hội 14, luật số 28 năm 2018 Quốc hội 14 và luật số 42 năm 2019 Quốc hội 14. 13. Ngành nghề Việt Nam chưa cam kết về tiếp cận thị trường là ngành nghề mà theo các điều ước quốc tế về đầu tư Việt Nam không có cam kết, chưa cam kết hoặc bảo lưu quyền ban hành các biện pháp không phù hợp với nghĩa vụ về tiếp cận thị trường, nghĩa vụ đối xử quốc gia hoặc các nghĩa vụ khác về không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư đó. 14. Tổ chức kinh tế ở nước ngoài quy định tại chương 6 của nghị định này là tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật quốc gia vùng lãnh thổ nơi nhà đầu tư Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư, dự án đầu tư. Trong đó, nhà đầu tư Việt Nam có phần vốn góp hoặc các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật quốc gia và vùng lãnh thổ đó. 15. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư là bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân hoặc giấy tờ xác nhận việc thành lập hoạt động của tổ chức kinh tế bao gồm A. Số định danh cá nhân đối với cá nhân là công dân Việt Nam hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực, các giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với cá nhân. B. Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận thành lập, quyết định thành lập hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức. 16 Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường thuộc thị xã, thành phố và quận thuộc thành phố. Điều 3. Bảo đảm của nhà nước để thực hiện dự án đầu tư. 1. căn cứ điều kiện phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu thu hút đầu tư trong từng thời kỳ, mục tiêu quy mô tính chất của dự án đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hình thức, nội dung bảo đảm của nhà nước để thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác theo đề nghị của Bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 2. bảo đảm của nhà nước để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản một điều này được xem xét áp dụng theo các hình thức sau: a hỗ trợ một phần cân đối ngoại tệ trên cơ sở chính sách quản lý ngoại hối, khả năng cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ. B. Các hình thức bảo đảm khác của nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 3. Nhà đầu tư doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được xem xét áp dụng các hình thức bảo đảm đầu tư theo quy định tại chương 2 của Luật Đầu tư và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Điều 4 bảo đảm ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật. 1. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực. Nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 của luật đầu tư. 2. Ưu đãi đầu tư được bảo đảm theo quy định tại khoảng một điều này gồm A. Ưu đãi đầu tư được quy định tại giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác do người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp áp dụng theo quy định của pháp luật. B. Ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định của pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này. 3. Khi có yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định tại khoản 4 điều 13 luật đầu tư, nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị cho cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo một trong các giấy tờ sau: giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền người có thẩm quyền cấp có quy định về ưu đãi đầu tư nếu có văn bản đề nghị gồm các nội dung sau a tên và địa chỉ của nhà đầu tư b ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực gồm loại ưu đãi điều kiện hưởng ưu đãi mức ưu đãi nếu có c nội dung văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hoặc sửa đổi bổ sung có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đã áp dụng đối với nhà đầu tư theo quy định tại điểm B khoản này. D. Đề xuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản 4 điều 13 luật đầu tư. 4. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, theo quy định tại khoảng 3 điều này. Trường hợp vượt thẩm quyền, cơ quan đăng ký đầu tư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định. Điều 5. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư. 1. Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư các văn bản báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được làm bằng tiếng Việt. 2. Trường hợp hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì nhà đầu tư phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài. 3. Trường hợp giấy tờ tài liệu trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được làm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đầu tư. 4. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung bản dịch hoặc bản sao với bản chính và trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt với bản tiếng nước ngoài. Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư. 1 việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư được thực hiện như sau a nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền b cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác Ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định tại luật đầu tư và nghị định này, c. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo một lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ căn cứ, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nhà đầu tư có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn ghi tại văn bản thông báo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ trường hợp nhà đầu tư không sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn đã được thông báo bộ kế hoạch và đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư xem xét dừng giải quyết hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư d khi yêu cầu nhà đầu tư giải trình nội dung trong hồ sơ bộ kế hoạch và đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và ghi rõ thời hạn giải trình trường hợp nhà đầu tư không giải trình theo yêu cầu Bộ kế hoạch và đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về việc dừng giải quyết hồ sơ. D. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình của nhà đầu tư về nội dung có liên quan trong hồ sơ theo quy định tại các điểm C và D khoản này. Và thời gian xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư nếu có không được tính vào thời gian giải quyết thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này. E trường hợp từ chối điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các văn bản hành chính khác về đầu tư theo quy định tại luật đầu tư và nghị định này. Bộ kế hoạch và đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. 2 Việc lấy ý kiến giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được thực hiện như sau. A. Cơ quan lấy ý kiến phải xác định nội dung đề nghị có ý kiến phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan được lấy ý kiến và thời hạn trả lời theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này. B. Trong thời hạn quy định tại điểm A khoảng này Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời và chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan đó. Quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó. 3. Cơ quan người có thẩm quyền chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung được giao chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết thủ tục khác có liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định tại luật đầu tư và nghị định này không chịu trách nhiệm về những nội dung đã được cơ quan người có thẩm quyền khác chấp thuận, chỉ định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó. 4. Bộ kế hoạch và đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước khác không giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư và tranh chấp giữa các nhà đầu tư với các tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư. 5. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định tại luật đầu tư, nghị định này và pháp luật có liên quan. Điều 7. Xử lý hồ sơ giả mạo. 1. Khi được cơ quan tổ chức người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác định có nội dung giả mạo trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục sau: a thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về hành vi vi phạm b hủy bỏ hoặc báo cáo cơ quan người có thẩm quyền xem xét hủy bỏ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định chấp thuận nhà đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các văn bản có liên quan khác sau đây gọi chung là văn bản giấy tờ đã được cấp lần đầu hoặc hủy bỏ nội dung văn bản giấy tờ được ghi trên cơ sở các thông tin giả mạo. C. Khôi phục lại văn bản giấy tờ được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời xử lý hoặc báo cáo cơ quan người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh đối với hành vi giả mạo nội dung hồ sơ tài liệu. Điều 8. Trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án đầu tư. 1. Cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường, xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước khác có trách nhiệm công bố đầy đủ, công khai quy hoạch danh mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư, các cơ quan quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư. 3. Nhà đầu tư có quyền sử dụng thông tin theo quy định tại các khoản 1 và 2 điều này để lập hồ sơ và thực hiện dự án đầu tư. Điều chỉnh. Cơ chế giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư và phòng ngừa tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư. 1. Trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư được quyền phản ánh vướng mắc, kiến nghị liên quan đến việc áp dụng và thi hành pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 3. Nhà đầu tư có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính khi có căn cứ cho rằng Quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. 4. Trường hợp vướng mắc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện có nguy cơ phát sinh thành tranh chấp đầu tư quốc tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo kịp thời cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao để phối hợp xử lý, phòng ngừa tranh chấp. 5. Trường hợp phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế Việc phối hợp giải quyết tranh chấp thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện chế độ xử lý, cập nhật thông tin và báo cáo về việc phản ánh vướng mắc, kiến nghị quy định tại khoản 1 điều này.